Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Trong hơn 90 năm Đảng đồng hành cùng dân tộc và mới đây tại Đại hội 13 của Đảng, một lần nữa khẳng định người dân là trọng tâm của mọi quyết sách, là chủ thể thụ hưởng những thành tựu của Đảng. Trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân Hải Dương thực hiện nghiêm túc các yêu cầu giãn cách, quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh. Tại các khu vực miền núi, thì công tác dân vận đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa 1789-2021, vào tối ngày 15 tháng 2, tức tối mùng 4 Tết Tân Sửu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hoa dâng hương tại tượng đài Quang Trung Nguyễn Huệ và đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa, tưởng nhớ người anh hùng áo vải cờ đỏ, thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, với những chiến công vang dội chống thù trong giặc ngoài mà đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa lịch sử vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Chiến thắng đã chặn đứng ý định xâm chiếm Đại Việt của nhà Thanh dưới thời Càn Long. Đây cũng là một trong những trận chiến chống ngoại xâm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam và là chiến công oanh liệt nhất của Hoàng đế Bách Chiến Bách Thắng Quang Trung. Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Hà Nội đã dừng tổ chức lễ hội Gò Đống Đa vào mùng 5 Tết Nguyên đán hàng năm. Lễ dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Quang Trung Nguyễn Huệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được thực hiện theo đúng các quy định về phòng dịch COVID-19. Thưa quý vị, chúng ta đã bước vào một mùa xuân mới, mùa xuân của năm Tân Sửu. Cùng với niềm vui đón xuân mới, người dân cũng tràn đầy tin tưởng vào những cơ hội tương lai tươi sáng của đất nước khi mà mới đây, thành công của Đại hội 13 của Đảng đã xác định những phương hướng mạnh mẽ hơn cho sự phát triển. Trong đó thì lấy hạnh phúc và sự thụ hưởng của người dân làm trung tâm. Và niềm tin ấy của người dân là hoàn toàn có cơ sở khi mà người dân chính là trọng tâm của mọi quyết sách của Đảng trong hơn 90 năm Đảng đồng hành cùng dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, cán bộ đảng viên phải là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Trải qua 91 năm lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn quán triệt tinh thần của người đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trong mùa xuân mới, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trở nên trong sạch hơn, gắn bó chặt chẽ với nhân dân hơn khi Đại hội 13 của Đảng tiếp tục đặt xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó giúp Đảng làm tốt hơn nữa sứ mệnh lãnh đạo đất nước, phục vụ nhân dân. Chúng tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, với sự lãnh đạo dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, dưới sự điều hành quyết liệt của Thủ tướng của Chính phủ, chúng ta chắc chắn sẽ đưa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng để đẩy lùi cái suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của chúng ta hiện nay. Trong văn kiện Đại hội 13, từ hạnh phúc đã được nhiều lần đề cập, qua đó khẳng định mọi thành tựu mà Đảng ta nỗ lực đạt được từ trước đến nay và cả trong tương lai sẽ tiếp tục hướng đến vì hạnh phúc của nhân dân, điều được nhân dân đánh giá rất cao. Khi mà chính trị bền vững, người dân hạnh phúc thì là Đảng sẽ trường tồn, nhà nước sẽ vững mạnh, cho nên là chúng ta mới có tăng trưởng kinh tế tốt, mới có ổn định chính trị và mới có được cái kiềm chế hay là xử lý những cái dịch bệnh rất tốt. Đây là một cái kỳ đại hội mà có cái sự tầm nhìn, có cái sự chuẩn bị rất là dài lâu. Và cái điều quan trọng nhất đó là tập trung vào cái sự hưởng thụ của người dân. Ngay cái quốc hiệu thì chúng ta cũng thấy rằng là đã có cái từ hạnh phúc, và cái điều này, cái nội dung này cũng được đại hội nhắc tới rất là nhiều lần. Trong quá trình phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán lấy con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu. Người dân đặt nhiều kỳ vọng khi Đại hội 13 tiếp tục coi sự thụ hưởng của nhân dân là mục tiêu xuyên suốt. Qua cái đại hội, qua cái phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và trong cái văn kiện cũng như nghị quyết đại hội là có cái là dân thụ hưởng, thì cái này là một cái điều rất là phấn khởi, tức là người dân được quan tâm, được chăm sóc và được thụ hưởng những cái gì là mình đóng góp cho xã hội. Trong văn kiện thì tôi có rất là quan tâm về vấn đề là dân biết, dân làm, dân kiểm tra. Đây là một vấn đề hết sức là quan trọng.
và đặc biệt là ở địa phương chúng tôi là hiện nay bây giờ là cũng rất là nhiều công trình được triển khai thực hiện bằng cái sự đồng thuận của nhân dân được thụ hưởng và nhà nước và nhân dân cùng làm. Từ trong máu lửa của cách mạng và kháng chiến, Đảng lúc nào cũng ở trong lòng dân. Sau khi dẫn dắt đất nước giành độc lập, Đảng tiếp tục lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc phát triển kinh tế, mang lại ấm no, hạnh phúc cho người dân. Thành công của Đại hội Đảng lần thứ 13 cho thấy, dù trong hoàn cảnh nào, Đảng ta vẫn luôn kiên định với duy nhất một mục tiêu, đưa đất nước đến với sự phồn thịnh. Trong đó, người dân là chủ thể thụ hưởng những thành quả mà Đảng mang lại. Chiều ngày 16 tháng 2, Việt Nam tiếp tục ghi nhận 40 ca mắc COVID-19 mới. Đây đều là các ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 2.311 ca. Trong đó thì có 38 ca tại Hải Dương, 1 ca tại Hà Nội, 1 ca tại Quảng Ninh. Các ca tại Hà Nội và Quảng Ninh thì đều là các F1 đã được cách ly từ trước đó. Trong số 38 ca tại Hải Dương thì có 34 ca là F1 được cách ly trước đó, còn 4 ca là chùm ca bệnh trong cùng một gia đình, phát hiện thông qua giám sát sốt, ho trong cộng đồng. Cũng trong ngày 16 tháng 2 thì đã có 6 ca được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 1 cho đến nay thì Việt Nam đã ghi nhận 719 ca mắc COVID-19 lây nhiễm tại 13 tỉnh, thành phố. Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đi thị sát kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại quận Tây Hồ và nơi lưu trú của bệnh nhân người Nhật tử vong tại khách sạn Somerset West Point số 2 Quảng An. Tới thời điểm này, thì Hà Nội đã có 2 trường hợp F1 dương tính liên quan tới bệnh nhân người Nhật tử vong tại Hà Nội mắc COVID-19. Hiện thì công tác truy vết đối với bệnh nhân người Nhật đang gặp khó khăn bởi vì chưa xác định rõ được nguyên nhân tử vong, chưa xác định được nguồn lây, lịch trình đi lại của bệnh nhân khá dày. CDC Hà Nội đã xác minh được 2 F1 trên số 63 F1 dương tính có liên quan. 557 người bao gồm cả F1, F2 liên quan đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Sở Y tế, CDC cùng với các ngành liên quan phải nhanh chóng xác minh được nguồn lây, đồng thời phải có những phương án cho cả trường hợp xấu nhất, đó là mất dấu F0, lây ngoài cộng đồng. Bất luận trong trường hợp nào thì cũng phải có giải pháp kỹ lưỡng, cẩn trọng để có thể xử lý tận gốc. 2,1 triệu học sinh thủ đô các cấp tiếp tục nghỉ, chuyển sang học và dạy online đến hết tháng 2. Đặc biệt yêu cầu các cơ quan chức năng phải giám sát công tác khai báo của người dân quay trở lại Hà Nội, học tập làm việc, nhất là những người từ vùng dịch trở về sau Tết. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 0 giờ ngày 16 tháng 2, thì các quán ăn đường phố, các quán trà đá, cà phê vỉa hè và các điểm di tích, đình chùa, tôn giáo đã tạm dừng hoạt động để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Nhiều tuyến phố đã trở nên vắng hơn, hàng quán đồng loạt đóng cửa. Một số hàng quán vẫn còn mở cửa thì nhưng đã treo biển bán mang đi thay vì tụ tập đông người tại quán như trước đây. Một số cửa hàng cũng đã dán thông báo tạm dừng hoạt động. Theo chỉ thị 03 của thành phố, nhà hàng quán ăn chỉ được phép mở cửa khi đảm bảo khách hàng phải ngồi cách nhau tối thiểu 2 mét và có màng chắn ngăn cách. Nên ngay trong sáng nay, nhiều hàng quán không đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch đã bị yêu cầu dừng ngay hoạt động. Nhiều đình chùa lớn như là chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc, đình Quán Thánh cũng đã nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu tạm đóng cửa để tránh tụ tập đông người, đề phòng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Và cũng bắt đầu từ 0 giờ ngày 16 tháng 2 thì Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian là 15 ngày. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự thì người dân trong toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu giãn cách xã hội với mong muốn rằng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Thành phố Hải Dương ngày đầu cách ly xã hội. Đường phố vắng vẻ hơn thường lệ. Người dân tuân thủ nghiêm chỉ thị về cách ly xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tại các địa phương trong tỉnh Hải Dương, không khí cũng vắng lặng hơn. Tất cả những cửa hàng buôn bán kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đều đóng cửa. Từ trung tâm các huyện, thị xã, thành phố đến các thôn, khu dân cư, người dân đều thực hiện nghiêm chỉ thị về giãn cách xã hội. Mọi ngày công viên này, đường phố rất là tấp nập đông người đi lại. Nhưng mà buổi sáng nay thì tôi theo dõi thì hầu như là rất là vắng. Nhân dân chấp hành tương đối nghiêm túc. Tất cả các cái nhà nào yên vị nhà đấy, mình không đi đến các nhà bởi vì là cái dịch bệnh mình không thể lường trước được. Thế do đó mà thế thì dân thì cũng rất là ủng hộ và cũng rất là quay chấp hành. Trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh, các chợ, siêu thị vẫn được mở cửa
và chỉ được bày bán những mặt hàng thiết yếu trong điều kiện thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Lượng người kinh doanh mua sắm ít hơn, giá không tăng và không có hiện tượng người dân mua hàng tích trữ. Chúng tôi cố gắng là bình ổn giá cho bà con qua cái đợt chống dịch này cho an toàn. Hàng hóa thì vẫn ổn định, bình thường như mọi ngày thôi chứ không thiếu cái gì cả. Không tập trung đông người mà giãn cách, kể cả chúng tôi bán hàng này cũng phải giãn cách khoảng cách người mua người bán 2 mét, 100% là đeo khẩu trang hết. Ngay trong đêm qua, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã khẩn trương lập các chốt kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh. Trong buổi sáng đầu tiên cách ly xã hội đã nảy sinh một số vướng mắc liên quan đến việc lưu thông hàng hóa thiết yếu, nông sản, vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh bị tắc ở các chốt kiểm soát dịch bệnh. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương nhanh chóng chỉ đạo tháo gỡ ngay những ách tắc, yêu cầu cách ly xã hội, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch nhưng không ngăn sông cấm chợ. Với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự đồng lòng của người dân sẽ giúp Hải Dương sớm khoanh vùng dập dịch. Trong phần tiếp theo của chương trình, Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư trong năm mới, hướng tới mục tiêu trở thành một trong năm địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Giữa muôn vàn những mệt mỏi lo lắng bùa vây khi dịch bệnh bùng phát, sự đùm bọc, nghĩa đồng bào đã giúp cho người Việt ở nước ngoài vượt qua khó khăn, đưa họ trở về nước. Thưa quý vị, thời gian vừa qua thì Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư. Chỉ số năng lực cạnh tranh đã từ nhóm khá lên nhóm tốt. Tuy nhiên thì tốc độ cải thiện chậm hơn các địa phương khác và còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Do vậy mà chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh từ hạng 8 năm 2016 đã tụt xuống hạng 14 năm 2019. Và một câu chuyện khác làm đau đầu lãnh đạo thành phố, đó là trong những năm qua, số vốn bình quân các dự án đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 500 triệu đô la Mỹ, không như kỳ vọng. Trước những bức xúc này, cải thiện môi trường đầu tư là một trong hai chủ đề trọng tâm năm 2021 của thành phố này. Những ngày đầu năm 2021, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dự án điều chỉnh tăng vốn, trong đó có các dự án quy mô lớn như Intel, Samsung và đón nhận thêm 8 dự án mới, tổng vốn đầu tư là hơn 51 triệu đô la Mỹ. Có những doanh nghiệp chỉ mất 3 tháng đã xong thủ tục đầu tư. Hướng dẫn này đối với các nhà đầu tư nước ngoài cho tôi là vô cùng quan trọng, vì chúng tôi rất là còn bỡ ngỡ và thêm nữa là vẫn muốn dành nhiều thời gian để tập trung vào chuyên môn của mình vô phần công nghệ, nên những cái quy trình cũng như là hồ sơ giấy phép được hướng dẫn và được đi nhanh là một điều vô cùng quan trọng với chúng tôi. Cải cách thủ tục hành chính luôn là vấn đề nóng của Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 40 quy trình giải quyết thủ tục phức tạp liên quan đến nhiều sở ngành. Năm nay, thành phố cần thêm nhiều quy trình mới được công bố và đặc biệt là rõ ràng địa chỉ trách nhiệm. Có thời hạn đối với quy trình thủ tục hành chính xử lý hồ sơ. Hai là gì? Xác định rõ tổ chức cá nhân thực hiện chức trách trong xử lý hồ sơ. Ba là có sự tham gia đóng góp ý kiến của các tổ chức doanh nghiệp. 4 là có sự giám sát của Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. 5 là có chế tài xử lý vi phạm và khen thưởng. Công bố quy trình rồi, người ta bắt đầu hồ sơ là tự động sẽ biết là sau bao nhiêu ngày hồ sơ này phải đến chỗ người khác. Lâu nay là không áp dụng cái công nghệ nhắc việc này một cách đầy đủ, vì một số cái quy trình cũng chưa rõ. Thì việc có công nghệ quy trình quy rồi thì phải áp dụng cái phần mềm nhắc việc tất cả các nơi. Thông qua xếp hạng về chỉ số cạnh tranh, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận diện các chỉ số thành phần còn thấp điểm trong mắt các nhà đầu tư. Trong đó, đáng chú ý là chỉ số về khả năng tiếp cận đất đai. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được phép chuyển đổi 26.000 hecta đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để có thêm nguồn lực thu hút đầu tư. Theo Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, với những điều chỉnh mới trong luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật hợp tác công tư, những dự án khó khăn mặt bằng sẽ được tháo gỡ. Thành phố sẽ cùng các chỉ đạo các sở ngành tạo ra cái môi trường đầu tư, tạo ra những cơ chế để mà giúp cho các doanh nghiệp triển khai nhanh chóng, giảm được tối đa cái thời gian gia nhập thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là thành phố cũng đang chỉ đạo quyết liệt các sở ngành chuẩn bị thực hiện các cái giải pháp để làm bổ sung thêm một số khu công nghiệp trên địa bàn để mà từ đó thu hút các cái ngành công nghiệp mà thành phố đang ưu tiên. Trong nhiệm kỳ mới, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu sẽ nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả của tổ công tác về đầu tư do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng. Tổ này sẽ họp hàng tuần với các doanh nghiệp để hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa lập ra hội đồng phát triển 4 ngành công nghiệp chủ lực. Đây được coi là kênh bổ sung để Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ sát sườn cho các doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số, chính quyền điện tử, với mong muốn có sự chuyển đổi thực chất hơn nữa từ dịch vụ công, lấy chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp là áp lực để cải thiện môi trường đầu tư. Thưa quý vị, dù đi đâu làm gì thì bất cứ ai cũng muốn trở về nhà sum họp với gia đình trong những ngày Tết. Thế nhưng ở công trường thi công cống Cái Lớn Cái Bé, công trình thủy lợi lớn nhất miền Tây trong những ngày này thì vẫn có rất nhiều công nhân ở lại làm việc với một mục tiêu chung, đó là vận hành toàn bộ dự án vào cuối năm nay. Tết Tân Sửu, nhưng trên công trường thi công cống Cái Lớn ở tỉnh Kiên Giang vẫn rất nhộn nhịp. Một số công nhân đã chấp nhận làm việc xuyên Tết này. Ai cũng có gia đình, ai cũng có quê hương, ai cũng muốn là trở về quê hương, nhưng mà vì cái nhiệm vụ được giao đó thì anh em cũng đang cố gắng động viên nhau. Dự án thủy lợi Cái Lớn Cái Bé được khởi công vào tháng 11 năm 2019. Khoảng 380.000 hectare đất ở bán đảo Cà Mau sẽ được điều tiết nước khi hoàn thành. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì một cái công trình quy mô lớn như là dự án Cái Lớn Cái Bé thì thời gian thi công phải mất khoảng 40 tháng. Thế nhưng Bộ đã quyết định rút ngắn thời gian xuống còn 24 đến 25 tháng để đạt được những cái mục tiêu này. Các đơn vị đã phải nỗ lực rất là lớn. Nhà thầu đã tổ chức thi công 2 ca và 3 kíp ngày đêm. Mục tiêu là để cho tiến độ dự án nó kịp với lại cái tiến độ mà đã ký với chủ đầu tư. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp cũng liên tục có những chuyến kiểm tra chất lượng và tiến độ. Đến nay, cống Cái Lớn đã đạt khoảng 75% tiến độ. Riêng cống Cái Bé đã vận hành tạm thời, giúp tỉnh Kiên Giang phòng chống xâm nhập mặn cho trên 20.000 hecta vào ngày 5 tháng 2 vừa qua. Đến thời điểm này thì chúng tôi khẳng định là hai công trình này đều về đích trước ít nhất là 10 tháng. Và như vậy là cống Cái Bé là sẽ đưa vào khai thác bắt đầu từ tháng 2 và ngay cái mùa mặn này ở Kiên Giang. Để dự án thủy lợi Cái Lớn Cái Bé kịp hoàn thiện vào cuối năm nay, hàng loạt nhà thầu sẽ bắt đầu thi công từ mùng 3 Tết. Công trình vận hành sớm ngày nào sẽ giúp đồng bằng sông Cửu Long ứng phó hiệu quả với xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt ngày đó. Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua dân vận khéo đã được triển khai hơn 10 năm qua và trở thành một phương thức hiệu quả trong công tác vận động quần chúng, khơi dậy sức mạnh trong nhân dân. Đặc biệt, tại các khu vực có đông đồng bào dân tộc sinh sống, thì công tác dân vận đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Trước đây, người dân nơi đây sinh sống dựa vào sản vật thu được từ rừng tự nhiên. Sau khi nhà nước siết chặt quản lý rừng, bà con đã cùng nhau tìm hướng sinh kế mới. Ông Tấn là người đi đầu trong trồng trúc xào để khai thác. Dưới sự vận động và hướng dẫn của ông, nhiều hộ dân đã thoát nghèo từ cây trúc. Năm 2020, xã Huy Giáp là xã đầu tiên của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cán đích nông thôn mới. Trước trồng ngô hay bị đói lắm, giờ trồng trúc thu nhập khá hơn. Gia đình tôi đã thoát nghèo được 2 năm rồi. Khi trúc phát triển rồi thì mỗi năm tức là 1 hát. Một hát là cũng có thể thu hoạch được 3 đến 4 xe, thì mỗi xe cũng là 8 triệu. Ở đây thì có trên 30 hộ trồng trúc, những cái hộ ít nhất từ 1, 2 HA trở lên. Những cái hộ nhiều ấy cũng có thể tức là đến 5 hoặc là trên 5. Tại những khu vực miền núi thì đồng bào dân tộc chủ yếu sinh sống dựa vào canh tác nông nghiệp. Tuy nhiên thì tại nhiều địa phương diện tích dành cho canh tác thì còn tương đối hạn chế. Mặc dù vậy thì đã có rất nhiều hộ đồng bào sẵn sàng tình nguyện hiến một phần đất của gia đình để xây dựng những công trình chung phục vụ cho cộng đồng. Chỉ dài chưa tới 1 km, con đường này nối trực tiếp giữa quốc lộ với từng hộ dân, giải tỏa thế cô lập cho 84 hộ dân trong xóm Bản Mỏng. Một mảnh đất bằng phẳng, rộng rãi cho trẻ em thoải mái vui đùa. Ở nơi bốn bề là đồi núi như thế này, một con đường, một sân chơi, tưởng dễ nhưng lại không hề đơn giản. Ông Quý đã cùng 10 hộ dân tình nguyện hiến 6.000 mét đất để xây dựng những công trình này. Tôi cũng trực tiếp đi từng nhà một, những nhà mà có hưởng lợi trực tiếp ấy, thì tôi đi nói chuyện từng nhà một. Nói chung là ai cũng
đến qua lần thứ đến lần thứ ba là mọi người đều thông suốt. Công tác dân vận giúp cho đồng bào bà con nhân dân đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đoàn kết, đồng tâm, nỗ lực thực hiện tốt cái nhiệm vụ thôn xóm cũng như là cái nhiệm vụ chính trị tại địa phương để góp phần xây dựng quê hương vững mạnh cũng như ổn định về chính trị trật tự an toàn xã hội. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mà tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với cả nước, thì công tác dân vận tốt sẽ là yếu tố rất quan trọng để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thôn xóm, bản làng, ấm no, giàu mạnh. Thưa quý vị, trong suốt thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều người Việt đang học tập và làm việc ở nước ngoài bị kẹt lại bởi COVID-19. Khi mà dịch bệnh bùng phát thì những mệt mỏi, lo lắng, hoang mang cứ bủa vây lấy họ. Và chính trong lúc này, sự giúp đỡ, đùm bọc trên tinh thần nghĩa đồng bào đã giúp cho rất nhiều người vượt qua khó khăn và đưa họ trở về Tổ quốc. Trong cái thời gian mẹ mình nằm viện thì hoàn toàn mình không được gặp mẹ, tại vì chạy vướng ngay vào COVID. Còn gặp mặt trong đấy chỉ qua những bức ảnh và những cái video y tá người ta quay. Tiếng mẹ mình hoàn toàn là không biết, không thể tâm sự được với ai. Không biết là mình lúc đấy như thế nào, thì cái hình ảnh đấy là làm mình ám ảnh nhất. Lê Tuấn Anh đến Nhật lao động được 5 năm. Những tưởng có cuộc sống ổn định nên anh đã bảo lãnh mẹ sang du lịch. Nhưng đúng lúc này, dịch COVID-19 bùng phát. Mẹ Tuấn Anh bị kẹt lại ở Nhật. Không may trong thời gian này, bà bị tai biến. Vì mẹ không có bảo hiểm nên Tuấn Anh đã dùng hết khoản tiết kiệm trong 5 năm lao động để chi trả viện phí ở Nhật lên đến gần 500 triệu đồng. Bế tắc, hoang mang vì mất việc và không biết làm thế nào để có thể tiếp tục chi trả viện phí cho mẹ, Tuấn Anh đã tìm đến Đại sứ quán và Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản để nhờ giúp đỡ. Cuối cùng, điều kỳ diệu đã đến với hai mẹ con anh. Thấy được cái hoàn cảnh hai mẹ con cho nên là nhà chùa lần này hỗ trợ hết sức. Nhờ bác sĩ giúp đỡ viện phí cao giảm xuống là nhiều. Đại sứ cấp tốc là xét diện ưu tiên để cho về nước. Khi mà khó khăn nó đến thì lại là cái lúc mà cộng đồng của chúng ta siết chặt tay nhau hơn. Và chính cái lúc này là cái vai trò của cộng đồng rất là quan trọng. Thì cộng đồng của chúng ta đã kết nối và đã phát hiện ra những cái hoàn cảnh khó khăn. Và chúng ta trực tiếp hỗ trợ. Trong cái hoàn cảnh bế tắc như vậy mà có người Việt Nam đứng ra giúp đỡ, đang ở trong đường hầm mà mình thấy nhìn thấy cái ánh sáng để mà mình đi ra. Nghĩ là chắc chẳng bao giờ được trở về đâu. Mẹ, bà vui quá, không à? Mừng quá đúng không? Từ cái cảnh mà lúc ốm bệnh tật trong lòng mà mình không nhìn thấy người quen, không nhìn người già buồn lắm. Cái tay này nó rại ra rồi thì còn chữa không sao? Nó rại, không làm sao mà nó may rồi. Hai tháng sau, mẹ của Tuấn Anh đang dần hồi phục. Chính tinh thần yêu thương, sự sẻ chia, nghĩa đồng bào đã giúp những người Việt như anh vượt qua khó khăn và bước tiếp trong cuộc sống. Vâng, và câu chuyện rất ý nghĩa về nghĩa đồng bào cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam ngày hôm nay. Để có thể xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị truy cập vào địa chỉ website vtvgo.vn hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ kho ứng dụng Google Play hoặc App Store. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.